đây là lần đầu tiên tôi đến đặt chân tới Siberia. Điều ấn tượng nhất ở tôi khi đến Siberia đó là một vùng thảo dược mênh mông bát ngát, một vùng thảo dược vô cùng hoang dã. Bây giờ và hiện tại là tôi là một bác sĩ tại một bệnh viện tỉnh. Từ ngày hợp tác của tập đoàn sức khỏe Siberia, danh hiệu của tôi không ngừng phát triển. Và đặc biệt hơn nữa là cứ mỗi lần phát triển về danh hiệu là chúng tôi, bản thân tôi là tăng trưởng về xét thu nhập. Và xét thu nhập cao nhất của tôi ở tập đoàn sức khỏe Siberia là trên 100 triệu. Đấy là một điều tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ mơ tưởng ước tới. Tôi quyết tâm vào hết năm nay, cùng tập đoàn sức khỏe Siberia tôi sẽ mở và khóa thành công danh hiệu thủ lĩnh cao cấp. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy ra quyết định và hành động cùng tập đoàn sức khỏe Siberia thì chắc chắn thành công sẽ đến với tất cả các bạn.